tuyển bóng xuyên Việt Nam thay đổi kế hoạch tập huấn trước thềm ASEAN 19. Theo thông tin Intithao.vn ghi nhận, đội tuyển bóng xuyên Việt Nam có thể thay đổi kế hoạch tập huấn nước ngoài trong thời gian tới để chuẩn bị cho ASEAN 19. Như Intithao.vn đưa tin, sau khi chuyến tập huấn Uzbekistan kéo dài một tháng khép lại, các thành viên đội tuyển bóng xuyên Việt Nam đã về nước. Toàn đội hiện tập trung cao độ nhằm hướng đến ASEAN 19 diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Giải đấu này đã phải hoãn lại một năm vì dịch Covid-19. Dự kiến đội tuyển bóng xuyên Việt Nam sẽ lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa tập huấn trước thềm Á vận hội. Tuy nhiên, kế hoạch đội tuyển có thể sớm thay đổi và điều chỉnh ít ngày tới. Thay vì sang Đài Bắc Trung Hoa, toàn đội sẽ đến Thái Lan. Chuyến tập huấn này nhiều khả năng bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 và kéo dài 15 ngày. Theo thông tin Intithao.vn ghi nhận, chuyến tập huấn Thái Lan thời gian tới của đội tuyển bóng xuyên Việt Nam có thể bao gồm Nguyễn Thị Tâm, nữ võ sĩ sinh năm 1994 đang trong quá trình hồi phục chấn thương từng gặp phải ở SEA Games 32. Cô được các bác sĩ chẩn đoán đủ khả năng tập luyện cường độ cao và tranh tài ở Á vận hội tới. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng xuyên Việt Nam có thể cử 10 vận động viên, 5 nam, 5 nữ tham dự ASEAN 19 tại Trung Quốc. Một số gương mặt được kỳ vọng đạt thành tích tốt có thể kể đến Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Đường, Hà Thị Linh. Trong trường hợp Nguyễn Thị Tâm bình phục chấn thương, cô thậm chí được xem là một trong những ứng cử viên vô địch. Bên cạnh việc tập huấn, thi đấu nước ngoài, các thành viên đội tuyển bóng xuyên Việt Nam còn được hưởng chế độ đầu tư trọng điểm hướng đến ASEAN 19. Danh sách này bao gồm 12 vận động viên và 3 huấn luyện viên. Với các vận động viên được đầu tư trọng điểm, họ có thể nhận được 400.000 đồng tiền công tập luyện, cộng thêm 400.000 tiền ăn mỗi ngày